Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Hiếu Phong Official. Thì hôm nay Hiếu Phong sẽ dắt con Mỡ và con Su đi ra công viên chơi nha. Trời, ngủ mới dậy luôn mọi người, sao mà Phong kêu nè. Đây, tụi nó nè mọi người. Đây là con Su đang liếm chân của con Mỡ. Ăn no bây giờ dứng, còn đòi ăn nữa. Ôi, bụng non ghê trời. Ok mọi người, thì tôi sẽ lấy cái ba lô ra, sẽ nhốt con Mỡ vô đây, sẽ ẩm nó đi. Và con Su bỏ vô luôn nha. Bỏ Su vô luôn nha anh. Dạ không con Mỡ, nó chạy. Con nên đem theo cái dây không? Có. Lấy theo dây hả? Lấy dây đi. Lần đầu tiên hai tụi nó được đi ra ngoài chơi. Á lộn, con Su là ngày nào ở đó là ngày nào nó cũng phải được đi ra ngoài chơi. Lấy hai cái dây luôn. Hai dây luôn. Anh này cột sao vậy? Chỉ em cột vậy. Mọi người không vui. Có mẻ kìa. Khó hả? Cái là cái này nó lỏng nè. Rồi ok chưa? Cột vậy á, vì nó lỏng rồi, cho nó lỏng. Thấy tượng thang cũng cột vậy mà. Ờ, cột vậy á. Cột thêm chùm nó lên, lại chùm. Cột chùm, cột lên nữa. Đây nè. Trời. Thôi đi. Đây. Trên tiền. Đây. Đây. Đây là cái vỏ con Su, tôi sẽ bỏ con Su vào. Vô Su, nhảy vô, vô. Chơi nha. Chơi. Vô. Đó, vô đó. Thôi, nó vô hết xong rồi. Nhanh gọn. Bây giờ thì tôi với Phong sẽ lấy xe và đi thôi. Mọi người đến chờ đi ra chơi nha. Đây là tôi khi đi ra ngoài đường. Chù. Phải đem theo cái này nè mọi người, phải đem theo cái này. Để lát chơi cho tụi nó chơi xong mà tụi nó khát nước, có nước uống á mọi người. Lâu lắc đi tai nghe. Nè, bỏ vô. Tụi mình thấy đói á mọi người, nên tụi mình sẽ dừng lại cái quán này, mua cái gì đó đem lại chỗ đó ăn nha. Và tụi mình mua xong thì tụi mình sẽ đi thôi. Hiện tại là tôi đã tới công viên rồi mọi người. Tôi có mua thêm mấy cái cháo và pha lấu để lát ngồi ăn này. Là Phong đang đi độ xe, còn tôi đang đi bộ. Nó tuốt ở ngoài kia kìa. Đó, ngoài kia xa lắm mọi người không thấy đâu. Tôi đi bộ lòi con leo luôn ý. Còn con Mỡ trong đây nè. Đó Phong đó mọi người. Đó nó đó, bây giờ mình sẽ lại nó nha. Đây bây giờ tôi với Phong đã tới cái công viên để ngồi rồi. Tóc bù xù mọi người. Đó, ăn xù rồi thấy không? Nó nè, và tôi. Đây mọi người con Mỡ nè. Mỡ. Đó con Mỡ. Ê Su. Bây giờ Phong sẽ cho Su uống nha. Nông nương mà. Đông quá trời luôn mọi người. Tội nghiệp không? Ba. Con Mỡ nè. Thôi. Phong đang đổ muối tiêu mọi người. Đây là pha lấu, đây là cháu. Hey. Mọi người Mỡ nè mọi người. Chào cô chú, chào các bạn. Nhìn đáng yêu không? Ở nhà thì hung dữ lắm. Mà ra ngoài đường á kêu thì hiền khô à. Không coi nè. Hiền sợ không? Anh thấy hiền không? Hiền không anh? Nó hiền chết liền. Chưa tới giờ nó. Không giới thiệu gì, mập mập quá mọi người. Mập ghê á. Mở nằm trong đây nè. Ê trời, nặng gì?
Trời ơi, như con nít vậy đó. Đi ra đường mà kêu meo meo meo. Hồi nãy tôi có mua pha lấu. Tôi mua kiểu mọi người đàn ông thực thụ. Thực thụ kia á. So tụi tôi ăn xong rồi tụi tôi sẽ dẫn tụi nó đi vòng vòng hoặc là ngồi chơi tụi nó nha mọi người. Bây giờ tụi tôi đói quá rồi. Ngủ lấy chưa? Nó bị muối tiêu. Lạc hả? Nó ngon. Nó ngon. Chá thì nghĩ cho lạc rồi. Bỏ mắm gia vị luôn. Lạc mọi người. Thôi nhưng mà có cái vị xanh xanh á. Xanh là vị gì má? Cái màu xanh. Màu xanh. Cầm gì má nữa. Chê trứng muối nha. Ngon. Má ơi, cái đầu của tôi nó sệt lép đó mọi người. Em thấy có trứng bách thảo nữa mà mới ngon. Không, trứng thảo chứ ăn. Bách thảo không? Không phải, ai biết thì ăn rồi. Ăn không ăn. Không đeo. Cái gì? Trứng muối có vị mặn của muối nha. Nói dễ hiểu chưa? Không biết nó mặn hay ăn cái này vừa. Vừa hả? Nó lạc, cháo lạc cái muối nó mặn. Nè em kêu anh lấy hàng giấy của mẹ nè. Đau lòng. Nhưng chết. Ai nói nhà phải phá xuống nè. Không hề sướng. Bây giờ thì mình sẽ ăn thôi mọi người. Mình với Phong ăn xong rồi tụi mình sẽ quay cho mọi người xem Su với lại Mỏ nha. Nước 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 nước. Trời nó nấp vô cái háng anh kìa. Nấp vô háng anh kìa nó sợ. Ghê nó nè. Sao sao? Ờ nó biết lại cho anh kìa thấy không? Nó biết lại cho anh á. Đáng yêu với lồm nhờ. Đáng yêu mọi người. What the fuck. Trời ơi con nói kìa mọi người. Nó sờ mọi người mà. Mở. Mở. Sâu ơi. Đây. Sâu uống nước ở Sâu này. Sâu vào uống nước à? Uống nước à? Vào uống nước con. Trong ống nước ơi. Em uống. Ê, nước. Rồi, nấp vô cái háng anh kìa. Má ơi. Chưa. What the fuck?
sợ người rồi nó. Đây là công viên. Đây lớn luôn. Dạ. Đây lâu ngày nó được ra ngoài các mọi người thấy cái gì cũng ơi, có một cái hang à. À, lạ lắm mọi người ơi, ở đây không biết có vô nữa. Hello mọi người, thì nãy giờ dắt anh đi chơi nè mọi người, thì mệt mỏi quá đi mọi người. Tinh. Thì giờ tôi dắt tụi nó đi chơi nè. Su ơi, Su qua biểu ơi. Đây, hello mọi người, đây, sau đây. Tao. Nó giờ bà. Rồi nè. Đó, đây em thêm gì vậy? Ủa? Nó là nhỏ nó sợ. Ừ, chụp phút luôn. Trời, nó chơi mấy đứa nhỏ kìa. Yo, con mở này mọi người. Sao? Trời, anh Su nó đang giận với mấy đứa con nít rồi mọi người. Con mỏ nó nhát á. Đang quay. Con mỏ ra. Đi. Đó, hả, anh thang xong, nó chạy á, là người đó, nó chạy á, hả, nó giỡn mấy đứa nhỏ, đây, thôi vô không, tụi mình tới đây chơi còn coi mấy còn mấy cái chú về anh cột chắc cơ. Dễ thương ha, đời mẹ chú cười à. Nó tụi mình nhìn nè, nó nhiều ghê trời. Bây giờ thì mình với Phong sẽ đi về thôi mọi người, cho nó ăn cho nó chơi cũng đủ rồi. Phong thì bỏ gác đó mọi người, thấy tướng không? Thấy tướng hay ghét không? Cực kỳ thấy ghét luôn. Quá đáng. Hello mọi người cái, hello. Bây giờ sẽ đi về thôi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về thôi mọi người ơi. Con đường công viên mù mịt. Bây giờ Phong sẽ mua như 200 đi. Phong sẽ mua hạt cho tụi nó, tại vì ngày mai sẽ có một thành viên mới mọi người. Phong đang mua đó, thấy không? Quá đỉnh. Bây giờ thì tụi mình đã về tới nhà rồi. Và nếu các bạn thích video này thì để cho mình một like, share, subscribe. Bây giờ thì bye bye.